Take a trip to my Chào các bạn, giống như các hãng có giao diện riêng, Sen của HTC, TouchWiz của Samsung hay Optimus UI của LG và ColorOS, một giao diện được Oppo thiết kế riêng trên nền hệ điều hành Android 4.2.2 với triết lý sắc màu của cuộc sống. Vì vậy cho chúng ta cảm giác rất thoáng đãng, đầy màu sắc nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh chóng chính là yếu tố quan trọng nhất mà Oppo muốn dành cho người dùng trong hệ điều hành này, khi mà mọi người có thể hoàn toàn chủ động thao tác dễ dàng ở bất kỳ tình huống nào. Như đã hứa trong video lần trước, hôm nay D-Channel sẽ tìm hiểu và đánh giá sâu về giao diện ColorOS được trang bị trên những thiết bị của Oppo để xem nó có gì đặc biệt hay không. Như các bạn có thể thấy, giao diện của ColorOS được thiết kế trên sự tinh tế, hướng tới tính hoàn mỹ. Các icon được bố trí hợp lý, thời tiết được cập nhật và hiển thị ngay trên màn hình chủ, rất tiện lợi với những hiệu ứng sinh động theo thời gian thực. Ví dụ khi mưa thì các hiệu ứng mưa hay sấm chớp cũng sẽ xuất hiện trên màn hình và tác động đến cả các icon, rất thú vị. Được trang bị rất nhiều tính năng hay và phần mềm hữu ích, tất cả đều được Oppo gói gọn trong ColorOS. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn review từng tính năng trên chiếc Oppo Find 5 mini, một smartphone tầm trung nhưng đầy mạnh mẽ. Thứ nhất, đó là tính năng nhấp đúp để mở khóa màn hình. Tính năng này giống như knock-on đã xuất hiện trên LG G2. Khi màn hình đang tắt và ở trạng thái khóa, các bạn chỉ cần chạm nhẹ 2 lần để mở khóa màn hình. Tuy nhiên, nó lại chưa được hoàn thiện như knock-on vì nó chỉ cho thao tác bật sáng màn hình, còn khi muốn khóa màn hình lại, chúng ta vẫn phải sử dụng tới đúng nguồn. Tiếp theo là tính năng bàn cảm ứng ra lệnh cử chỉ, cho phép chúng ta đặt hình vẽ cho từng ứng dụng. Các bạn chỉ cần vẽ một biểu tượng và gán cho nó một ứng dụng để truy cập nhanh. Mình sẽ thao tác thử tính năng tuyệt vời này. Đầu tiên, các bạn vào phần cài đặt, chọn cử chỉ tùy chỉnh, cho phép bật tắt tính năng này trên máy. Ở đây máy đã được cài mặc định hai cử chỉ, đó là vẽ hình tròn để mở camera và hình chữ V để mở đèn flash. Muốn gắn thêm cử chỉ, bạn chỉ cần ấn vào tạo mới để tùy chọn như gắn kích hoạt giao diện gọi điện, SMS, quay phim, phát nhạc. Ở đây mình sẽ vẽ thử chữ F để chọn mở ứng dụng, sau đó các bạn chọn Facebook. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ hình đúng chữ F này và ngay lập tức ứng dụng Facebook đã được bật lên. Sau khi cài đặt xong, ở bất kỳ màn hình nào, các bạn kéo bảng vẽ cử chỉ bằng cách kéo 1/4 từ trên đỉnh máy xuống để mở bảng thao tác này. Đây là tính năng mình đánh giá rất cao trên ColorOS vì tính độc đáo và tốc độ thao tác mở ứng dụng rất nhanh, bỏ qua được bước tìm kiếm ứng dụng trên máy. Tuy nhiên, nó lại mất khá nhiều thời gian thao tác cũng như buộc người dùng phải nhớ biểu tượng cho từng ứng dụng, nên mình nghĩ chức năng này mang nặng sự trải nghiệm nhiều hơn. Tiếp theo là các thao tác bằng ngón tay linh hoạt trên mọi màn hình, ở bất kỳ màn hình chính hay đang trong ứng dụng. ColorOS cho phép chúng ta kích hoạt ngay lập tức camera bằng cách chụm 3 ngón tay trên màn hình rất là nhanh. Để chụp màn hình, thông thường trên các thiết bị Android khác, các bạn phải giữ phím nguồn và giảm âm lượng. Nhưng trên ColorOS, Oppo cho phép chúng ta kéo 3 ngón tay từ trên xuống để chụp màn hình. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng 2 ngón tay để trượt xuống hoặc trượt lên để tăng giảm âm lượng, không cần phải dùng tới phím cứng. Khi màn hình ở trạng thái khóa, bên cạnh tính năng gõ 2 lần để mở sáng màn hình, thì ColorOS còn cho phép chúng ta vẽ hình tròn để mở camera, vẽ chữ V để mở đèn flash. Khi các bạn đang nghe nhạc, muốn dừng hoặc phát nhạc thì chỉ cần kéo 2 ngón tay từ trên xuống. Muốn phát tiếp, chúng ta lại lặp lại hành động tương tự. Để chuyển bài tiếp theo, các bạn chỉ cần vẽ hình mũi tên phía bên phải và lùi lại thì chúng ta vẽ hình mũi tên phía bên trái. Rất tiện và nhanh. Giao diện ColorOS của máy cho phép thao tác với tốc độ tùy chỉnh cao. Đầu tiên là hệ thống thông báo với 2 tầng phím tắt. Trên các giao diện của LG, Samsung hay HTC thì thường cho phép trượt ngang các phím tắt này để tùy chọn. Nhưng với ColorOS lại được chia làm 2 tầng. Khi để bình thường chỉ có các phím tắt cơ bản như âm thanh, bật tắt wifi hay tăng giảm độ sáng. Còn khi chúng ta kéo xuống, một loạt các phím tắt khác như bật tắt GPS, chế độ tiết kiệm pin, chế độ máy bay, phát wifi sẽ được hiển thị. Tuy nhiên vẫn được sắp xếp trực quan và gọn gàng. Ở màn hình chính, khi chúng ta vuốt ngón tay từ dưới lên thì tương đương với việc nhấn phím menu. Ở giao diện này cho phép thêm màn hình tiện ích, các hiệu ứng cũng như thay đổi hình nền và chủ đề của điện thoại một cách rất nhanh chóng. Ở màn hình chính còn bao gồm các giao diện chụp ảnh, nghe nhạc riêng được gọi là không gian phân quyền, cho phép bạn chụp và xem ảnh, nghe nhạc ngay trên màn hình chủ mà không cần phải vào hẳn ứng dụng. Và một điểm mình cũng đánh giá khá cao trên giao diện ColorOS, nó được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật và rất hiệu quả trong quá trình sử dụng thực tế. Đầu tiên phải kể đến đó là chế độ khách. Chế độ này tương tự như Ghost Mode trên LG G2, nó cho phép chúng ta tạo các biểu tượng hình vẽ hoặc mật khẩu riêng cho người dùng. Ở chế độ khách cho phép kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các ứng dụng chúng ta muốn ẩn, hình ảnh hay video riêng tư. Ví dụ ở đây mình sẽ kích hoạt ẩn ứng dụng Facebook và hình ảnh ở chế độ khách. Sau khi kích hoạt, các bạn mở máy ở chế độ khách, chúng ta sẽ không thể tìm thấy ứng dụng Facebook. Truy cập thư viện hình ảnh thì album được ẩn cũng sẽ không xuất hiện. Mình đánh giá cao thiết lập này vì chúng tỏ ra khá hữu dụng và dễ dàng thiết lập. Tiếp theo là chế độ khóa ứng dụng. Chế độ này cho phép chúng ta khóa bất kỳ ứng dụng nào đã được cài đặt trên máy bằng hình vẽ hoặc mật khẩu. Sau khi các bạn khóa xong, truy cập vào ứng dụng trong danh sách khóa thì máy sẽ hiện yêu cầu phải mở mật khẩu đã cài. Tính năng này giúp chúng ta tránh bị người lạ tò mò xem các thông tin quan trọng. Và để cho các bạn thấy rõ nhất sự khác biệt, hiện trên tay mình là hai sản phẩm, một là Oppo Find 5 mini đã chạy ColorOS và một là Oppo Find 5 S
vẫn chạy Android giao diện chưa tùy biến của hãng. Về cấu hình hai sản phẩm này khá tương đồng nhau, tuy nhiên Wear OS vượt trội hơn một chút về chip xử lý MediaTek 4 nhân, xung nhịp 1.5 GHz, trong đó của Find 5 mini chỉ là 1.2 thôi. Một điều nữa, bộ nhớ trong của Wear OS là 16 GB, còn của Find 5 mini là 4 GB. Theo như lý thuyết thì Wear OS sẽ nhỉnh hơn Find 5 mini về hiệu năng, tuy nhiên mình sẽ sử dụng các bài đo benchmark để kiểm chứng kết quả. Trong bài test AnTuTu X, kết quả hoàn toàn bất ngờ khi Find 5 mini vượt trội hoàn toàn so với Wear OS khi điểm số chênh lệch hơn 4.000 điểm. Và lý do ở đây các bạn có thể thấy điểm xử lý đồ họa 3D trên Find 5 mini cao hơn Wear OS rất nhiều, chênh tới hơn 3.000 điểm. Vì vậy khi sử dụng những tác vụ liên quan đến đồ họa như chơi game 3D nặng, xem video, chắc chắn Find 5 mini sẽ mượt mà hơn Wear OS. Ngoài ra một phần nữa đó là tốc độ truy xuất đọc ghi dữ liệu của Find 5 mini cũng cao hơn Wear OS tới hơn 1.000 điểm. Đây cũng chính là điều khác biệt trong hai hệ điều hành. Tiếp theo đến bài test Quadran cũng vậy, các bạn có thể thấy mọi thông số về tốc độ xử lý CPU, tốc độ đọc ghi dữ liệu, khả năng xử lý đồ họa 2D, 3D của Find 5 mini đều vượt trội hơn Wear OS, có duy nhất điểm số đo bộ nhớ thấp hơn mà thôi. Cuối cùng trong bài test xử lý đồ họa GPU với Nanomark 2, Find 5 mini vẫn cho điểm số cao hơn. Ở đây một phần do Wear OS phải gánh việc xử lý đồ họa cho một màn hình kích thước lớn lên tới 5,5 inch. Tuy nhiên không thể phủ nhận việc Find 5 mini đã tối ưu khá tốt giao diện cũng như đồ họa để nó hoạt động mượt mà hơn. Và mình sẽ trải nghiệm Asphalt 8, một game khủng khi chơi đòi hỏi sự kết hợp của tốc độ xử lý CPU, xử lý đồ họa 3D, GPU. Mặc dù với xung nhiệt thấp hơn, bộ nhớ trong ít hơn nhưng các bạn vẫn thấy Find 5 mini chơi game khá mượt mà không hề có chút giật lag nào cả. Trong khi đó với Wear OS, game vẫn chơi được nhưng xảy ra hiện tượng giật lag đáng kể và thực sự gây cảm giác khó chịu cho người chơi. Đó là tất cả những gì khác biệt trên ColorOS. Như vậy mình đánh giá khá cao tính thực tế và hữu dụng ở những chế độ bảo mật trên ColorOS. Giao diện thân thiện và dễ sử dụng giúp chúng ta dễ dàng làm chủ được sự riêng tư. ColorOS được Oppo chú trọng vào phát triển, vì vậy mà người dùng sẽ nhận được các bản cập nhật thường xuyên thông qua OTA. ColorOS không chỉ được Oppo trang bị trên các thiết bị cao cấp của hãng mà bao phủ từ các smartphone phổ thông cho tới những siêu phẩm mà không hề bị cắt giảm bất kỳ tính năng nào. Nghĩa là các chế độ bảo mật hay giao diện thông minh của hãng đều còn nguyên vẹn trên các thiết bị. Không chỉ vậy, hiện nay các bạn có thể thấy rất nhiều những siêu phẩm như HTC One hay Galaxy S4 đều có những bản ROM được cúp trên nền hệ điều hành ColorOS để tương thích với những sản phẩm này. Và mình đã hoàn thành bài đánh giá chi tiết những chức năng và những chế độ nổi bật trên giao diện ColorOS do chính Oppo phát triển. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel của Diệu Thông Minh. Xin cảm ơn các bạn.